Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bà Vị Tám từ bi cứu sản phụ. Bà họ Đường sinh nở khó khăn gần kề cái chết, người nhà tới cầu cứu hòa thượng quỳ mãi không chịu đứng dậy. Hòa thượng dặn bảo cả nhà thắp hương xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, phát nguyện mỗi năm ăn chay 100 ngày tức có thể sanh nở bình an. Họ trở về nhà y theo lời dạy, nạn khó sanh của sản phụ này cuối cùng được hóa giải. Hòa thượng kể, khi người nữ sanh con, có người rất khó sanh, cả ngày cũng không sanh được, 2 ngày cũng chưa sanh, thậm chí đến 3 ngày, 5 ngày đều không sanh được, cho nên rất là đau khổ. Tại sao lại như thế? Vì có yêu ma quỷ quái tới chướng ngăn, rồi hành cho đau đớn vô cùng. Tôi nhớ lúc ở bộ phận thủ hiếu gặp một sản phụ họ Đường, đã chuyển bụng 3 ngày nhưng không sanh con được. Người nhà bà đến một phần hỏi tôi làm sao cho dễ sanh. Tôi bèn dạy họ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và chú Đại Bi. Về nhà họ niệm không bao lâu thì người sản phụ sanh được, nhưng thai nhi đã chết. Người mẹ vẫn mạnh, bình an không sao. Đây đều có sự đặc biệt cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ha ha ha, 问什么的说